Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy kiểm kho của hãng Opticon có model đó là OPH3001. Thì cái dòng máy này mình có thể sử dụng chuyên trong việc đó là kiểm kê hoặc là kiểm kho hàng hóa và bảo mật. Thì chiếc máy này có những tính năng gì mà có thể giúp mình xử lý tốt trong những cái công việc trên, thì mọi người hãy cùng em khám phá về tính năng cũng như một số cái phụ kiện đi kèm của sản phẩm này. Thì trên tay em đây đang là chiếc hộp của máy OPH3001, mọi người có thể thấy nó khá là nhỏ gọn hơn. Thì đã sẽ mở ra cho mọi người xem những cái phụ kiện đi kèm của cái dòng máy này. Đầu tiên mọi người có thể thấy đây là một cái quyển sổ hướng dẫn bằng tiếng Anh. Mọi người xem cách mình thao tác pin và những cái thông số ở trên này ha, thông số máy rồi cách hướng dẫn và những lưu ý khi mình sử dụng ha. Đây cách hướng dẫn quét ha, thì đây là một cái hướng dẫn sử dụng. Rồi tiếp theo đây là một cái dây cáp kết nối, một đầu cái rô, đầu còn lại là USB, thì để mình có thể là kết nối máy tính để mình truyền tải cái dữ liệu về. Dòng máy này đang là truyền tải dữ liệu về bằng USB đó mọi người, mình cắm về sau đó thì cài đặt lên trên máy tính mình đổ cái dữ liệu mình quét được về. Rồi một cái phụ kiện đi kèm đó là dây đeo, mình có thể là móc vào rồi bỏ trong tay hoặc là gì đó để cho nó tiền không bị rớt ha, để bảo quản giữ lại cái máy ha. Rồi tiếp theo người ta đang để pin rời ở phía bên ngoài. Đây là cái pin ha, để pin rời phía bên ngoài, cái pin của máy. Đây pin nó có dung lượng đó là 1100 mAh pin đi on. Tiếp theo đây là thân máy, bên ngoài được bọc rồi một cái màu khá kỹ ha, mọi người có thể nhìn qua ha. Đây là cái thân máy của cái dòng máy này. Thì đây là một số cái phụ kiện đi kèm của cái dòng máy và cái chiếc máy của mình đã sử dụng. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng em khám phá chi tiết hơn về chiếc máy này. Thì em sẽ tiến hành là lắp pin và test thử cho mọi người xem ha. Đây phía sau này có cái phần vỡ này, rồi mình lắp pin. Đây, mọi người có thể thấy thao tác lắp pin khá là dễ dàng ha. Sau khi lắp pin vô thì máy được khởi động lên. Thì mọi người có thể thấy đầu tiên về hình dáng bên ngoài của nó, tại vì đây là cái dòng máy kiểm kho di động cầm tay nên thấy nó rất là nhỏ gọn ha. Đặc biệt đó là cái tay cầm khá là thoải mái, và mọi người thấy là cái đầu quét ở phía đầu này nè, cái đầu quét ở phía đầu này nè, cái nó hơi cong một xí để thuận tiện hơn cho cái tay của mình, nó cái cổ tay của mình nó làm việc lâu dài nó sẽ không bị mỏi, đỡ bị mỏi hơn ha, rất là tiện lợi nhẹ nhàng và dễ cầm tay. Đây trên này nó có nút scan này, cũng khá là rõ ràng ở phía thế này. Đây cái màn, đặc biệt thêm một cái nữa, cái màn hình của nó đây là đang là màn hình LCD, bộ nhớ của nó là 4 MB nha mọi người, bộ nhớ của nó là 4 MB, nó có thể chứa được nhiều dữ liệu ở trong này khi mà mình quét và mình nhập cái số lượng ở nó. Thêm một số thông số mà hãng cung cấp đó là đây là một cái dòng máy nó có tiêu chuẩn công nghiệp đó là IP54, chịu được độ rơi rớt từ trên độ cao đó là 1.5 xuống sàn bê tông, nó có thể là chịu được trên này. Đây, thì em sẽ từ còn đây là cái dây đeo nha mọi người, như lúc đầu em giới thiệu đây là cái dây đeo thì mình có thể là móc vào để móc vào tay ấy, để trong quá trình làm việc nó thuận tiện hơn, nó không bị tránh những cái trường hợp để rơi đất. Cái máy khá là nhỏ gọn ha, mình có thể là để trong túi quần hoặc là trong để di chuyển ha. Đấy mọi người có thấy này, mình móc tay thế này này, hoặc là mình có thể là chiếc máy khá là nhỏ gọn như chiếc điện thoại di động, mình có thể để trong túi quần. Cái thao tác của mình, nó nhân viên kiểm kho hoặc là nhân viên xuất hàng hóa nó tiện lợi hơn. Rồi tiếp theo thì em sẽ lấy một số cái bảo vật, em sẽ quét thử cho mọi người xem ha, để mọi người xem về cái đồ này của nó. Đây mọi người thấy màn hình LCD nhìn khá là rõ ràng ha. Trên này nó có một số cái chức năng để cho mình có thể là cài đặt. Đây là bàn phím nhấn nha mọi người. Đây là bàn phím nhấn nhá. Em sẽ mọi người thấy cái tia laser nó phát này, đây là cái tia laser nó phát ra này để mình có thể là đọc mã vạch.
Bây giờ em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người xem một số cái mã vạch trên này nhá, để mọi người xem về cái độ nhạy của nó khi mà mình quét nhá. Đây cái tia phát này, mình nhấn vô scan để quét này. Đó mọi người, đó đưa vào này. Sau đó mình nhập số lượng của cái sản phẩm này. Ví dụ như 6 cái đi. Đây. Ví dụ như là 6 cái thì mình nhập, hoặc là 16 cái thì mình nhập cho người thì ok. Và tiếp thì nó sẽ lưu lại cái mã đó nha. Đó, ví dụ như nhập 2 cái. Rồi, quét tiếp. Rồi, mọi người thấy nó khá là nhạy ha. Đó. Ví dụ như những cái sản phẩm bảo vệ các đây, đây cái đường 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 đỏ của nó này, đưa vô cái đọc rất là tốt hơn. Cái này 3 cái. Cứ ok luôn. Đó, những cái sản phẩm khác thì có những cái sản phẩm khác quét đó. Thì mình cứ quét pro cho nhập số lượng nhập cái ok luôn. Đó thì nãy giờ là em vừa quét cho mọi người xem ha. Còn ví dụ như những cái bảo mật này mà nó trong quá trình di chuyển hay gì đó nó bị lỗi thì mình sẽ test thử xem máy này nó có thể quét được không ạ. Đây ví dụ như nó bị lỗi như vậy đi đấy, mọi người có thấy không, nó quét vẫn rất là tốt này, lưu này, quét này, lưu này, nó quét rất là nhạy nha, lưu này. Thì khi mà mình quét á, thì mình nhập số lượng bao nhiêu thì nó sẽ có tổng cộng cái số lượng lên đây cho mình ha, nó sẽ cộng dồn lại để nó biết được cái bảo mật này quét được bao nhiêu. Còn hiện tại thì cái dòng máy này nó sẽ không hiển thị được là cái tên sản phẩm hay là những cái thông số của cái sản phẩm này, nó chỉ hiển thị được cho mình là cái mã vạch và nhập cái số lượng đó thôi nha mọi người. Đây tại vì đây là cái dòng máy là kiểm kho theo kiểu đi thu thập những cái dữ liệu mã vạch này và cái số lượng của những cái mã vạch này về, sau đó mình sẽ sử dụng cái cổng USB mình xuất về máy tính để mình xuất ra cái file Excel của cái dữ liệu này. Thì cái file Excel nó sẽ bao gồm 3 trường thông tin chính. Một là cái trường mã số của những cái mã vạch này mình vừa quét này. Thứ hai là cái số lượng mà mình vừa nhập vào đây, nó sẽ cộng dồn cho mình. Và thứ ba đó là cái thời gian mà mình quét thì nó chỉ xuất hiện được 3 cái cột đó thôi. Còn tên sản phẩm, mã sản phẩm gì đó thì mình sẽ sử dụng những cái hàm tên Excel để mình có thể liên kết và mình xuất ra nhá. Đây, mọi người có thể xem lại sơ qua cái dòng máy này thêm một lần nữa ha. Đây là cái đầu phát thì là giờ này để đọc bảo mật. Ở phía này là cái vùng pin, pin đó là 1100 mAh nha. Đây, đây là cái màn hình LCD. Đó, mọi người có thể thấy là đó. Đây thì mình có thể là xem lại những cái bảo mật lúc này mà mình quét nha mọi người. Đây này, bấm vào xong rồi mình xem đây. Một mã vạch bao nhiêu này, cộng bao nhiêu này cái này. Đó. Mình xem lại cái mã vạch tại mình quét. Đó, thế này thì nó có một số cái cấu hình cơ bản của cái dòng máy này. Rồi thì lúc này em có quét một số cái mã vạch ở trên này và nhập số lượng. Thì bây giờ em sẽ kết nối cổng USB để lấy cái dữ liệu đó về cho mọi người xem cái định dạng mà khi mà nó đẩy cái dữ liệu về Excel như thế nào nha. Thì cái việc lấy dữ liệu nó cũng khá đơn giản ha. Nó có sợi dây cáp của đi kèm theo máy này, cổng USB này. Thì mình cắm một đầu vô này. Thì trên máy thì có một số cái cài đặt để cho mình có thể là lấy dữ liệu về đấy. Thì trên máy tính của mình thì mình sẽ cần có cái driver và cái phần mềm của hãng để mình có thể lấy dữ liệu về nha. Thì khi mọi người mua máy thì bên em sẽ tiến hành cài đặt và hướng dẫn cho mọi người cái bước này ha. Còn mục đích của em giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người cái form mẫu để nó lấy về như thế nào thôi nha, không đi chuyên cho vào cái đó. Đấy, sau khi mà mọi người đã về rồi ha, vào trên bit lấy dữ liệu đây, để em sẽ lấy cái dữ liệu đó về lại tốt cho mọi người. Cái dữ liệu đó em đã lấy về ngoài tốt hơn, em mở thì anh sẽ mở cái file đó lên, file data, file laptop nha mọi người. Tại đây nó sẽ có cái phần mềm của hãng, mọi người chỉ cần bấm mua bắt đầu load thì nó sẽ load cái dữ liệu về. Thì trên máy nó báo này, ở trong chat nó thành công này, dữ liệu được load về thành công này. Cái file của em đang sử dụng nó là cái file data ở ngoài laptop này. Cái đường link nhận này thì mình có thể là chọn nha, nó khá là tiện lợi. Đây thì cái file Excel em vừa mở lên thì trống hoàn toàn ha. Thì như này em có nói là cái phần mềm này nó loát dữ liệu về là ở ngay chỗ desktop này, file nó tên là data này, dạng txt thì mình phải chuyển về dạng file Excel. Đấy, nó cũng đơn giản chứ nó cũng không khó khăn gì đâu nha mọi người. Đấy, ví dụ như đây
để mình chuyển chọn để cho nó tách hàng ra để khó lắm để cho nó tách tách ra đây nó chia 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 ô ra đây. Đây thì cái dữ liệu nó lại về đây thì những cái thông tin của nó là một thì đầu tiên là cái mã vạch để em có nói là đầu tiên là cái mã vạch của những cái sản phẩm mình quét, thứ hai là của số lượng, cột thứ ba là thời gian. Đây thời gian của nó thì gồm là cái giờ quét và cái ngày quét thì nó xuất ra được cái dữ liệu như thế này. Đấy, cái việc lấy dữ liệu về nó cũng khá đơn giản chứ không có phức tạp gì đâu mọi người. Đó, đây là cái bảo mật rồi. Đây là những cái định dạng nó sẽ chỉ lấy về được như thế này nha mọi người. Đó, cái mục đích của nó thì nó sẽ quét được cái mã vạch và nhập được cái số lượng, sau đó nó đưa về. Rồi sau đó mình muốn từ những cái này là mình muốn link với cái tên sản phẩm hoặc gì đó thì mình sẽ sử dụng những cái hàm ở trong Excel thì mình có thể đưa ra nhá. Thì này, hiện tại đây là ta cái dữ liệu này vừa quét test cho mọi người xem một vài cái như thế này. Số lượng 2, 3, 4, 5 gì đó 2, 3, 6, 16, 16, 16, 32 cái thời gian quét ở trên này đó. Thì đây là cái chức năng của cái dòng OKH3001 nha mọi người. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về cái dòng máy quét điểm kho thu thập dữ liệu bảo mật 1D của hãng Opticon có model đó là OPH3001. Thì mọi người có thể thấy là những cái khả năng quét của nó khá là nhạy ha, và cái cách nó thu thập dữ liệu và nó đổ về máy tính những cái trường thông tin mà mình có thể là ghi nhận được ở trên cái dòng máy này. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là mọi người cần tư vấn thêm về dòng máy quét kiểm kho này hoặc là những cái giải pháp kiểm kho, kiểm kê thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thế giới bảo vật.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.